Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em tiếp tục làm một cái video quay lên cho tất cả các anh chị mình cùng ngắm mặt hoa cây Bảo Nghi Beauty nha anh chị. Thấy tên khoa học của nó là Star of Say Giảm. Tên khoa học là Star of Say Giảm nha anh chị. Em sẽ ghi cái tên khoa học của nó ở trên cái đầu tiêu đề video đó để anh chị mình cùng xem cái tên của nó nha. Mình hay gọi tên tiếng Việt đó là Bảo Nghi. Đây, hoa màu cam rất là đẹp nha anh chị. Màu cam rất là đẹp. Nó mới nở thì nó sẽ hơi vàng vàng như thế này nè. Đó, dần dần nó sẽ chuyển màu đậm dần sang cam viền lửa màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ nó hơi tươi. Đây, nó chuyển màu nha anh chị. Cách này da nó có một điều rất là kỳ diệu, đó là nó sẽ chuyển màu. Mới nở thì nó sẽ màu rất hơi nhạt, nở tầm khi có nắng tầm 2-3 tiếng bắt đầu nó sẽ chuyển màu dần. Đó, màu cam rất là đẹp nha anh chị. Đây, cho anh chị xem tất cả. Đây là những cây hàng em nhập về đều có hoa ở vườn nha anh chị, đều nở hoa nè. Tại vì do hàng nhập về nó nở hoa trong thùng, màu hoa nở chưa có chuẩn. Tại vì do nó hàng hoa nụ mà mình vận chuyển đi á, nó nằm ở trong thùng lâu á, thì cái sức hoa nó nở sẽ không đạt. Nó sẽ không đạt nha anh chị. Mình chỉ so sánh cái khuôn hoa và cái màu hoa nở với cái bông để mình biết được là nó chuẩn hoa hay không thôi. Nếu như mình chơi lâu á, mình nhìn cái hoa thì mình sẽ so sánh được với cái khuôn hoa chuẩn của nó là nó ra là đúng chuẩn màu, chuẩn hay không nha anh chị. Từ thân lá nè đến khuôn hoa là mình sẽ phân biệt được tất những cái mặt hoa khác nhau. Đây, cây Bảo Nghi, thân lá của nó đây. Ở cây này thì em có hàng bán lại vườn. Tất cả những cây mà hàng em báo có hàng bán ở vườn là hàng có sẵn ở vườn nha anh chị. Những cây cách hàng tem em nhập về đều là hàng sẵn ở vườn. Nên anh chị mình có nhu cầu mình sưu tầm thì mình cứ liên hệ qua Zalo của em 0933124442 để mình đặt hàng nha. Đó, một mặt hoa rất đẹp, mà hoa này đặc biệt rất là thơm nha anh chị. Nó có mùi, nó hơi thoang thoảng mùi của xả anh chị. Cái mùi rất là đặc biệt, mùi khá là thơm nha anh chị. Và đặc biệt anh chị chơi mình chơi lan cát á, cái mùi thơm nó thoang thoảng nhẹ thôi. Và khi mà nó nở tầm 2-3 ngày, khi mà cái phấn hoa nó chín thì bắt đầu nó sẽ có thoang thoảng mùi thơm. Và cái hàng cách da thì mùi hoa thơm hương của nó hương nhẹ nhàng thôi nha anh chị. Nó không có thơm nồng nặc hay thơm đậm đâu. Nó mùi thơm thoang thoảng rất là nhẹ. Và đặc biệt đó là khi những cái cây lan mình nở á, mình để dưới ánh nắng, nó có ánh nắng thì nó sẽ mùi sẽ thơm nhiều hơn nha. Nó mùi dưới ánh nắng nó sẽ thơm nhiều hơn. Và có một số cây thì nó sẽ thơm nồng, một số cây thì nó chỉ thơm thoang thoảng nhẹ thôi. Đó, vì những cái hàng cát tem mới bây giờ thường thì cái mùi thơm nó rất là nhẹ. Nói chung là mình chơi hoa mà anh chị mình ngắm hoa đẹp mà, cái mùi hương thì một phần thôi, ha, mùi hương thì chỉ một phần phụ thôi. Đa số mình chơi là mình ngắm hoa, thấy hoa đẹp như thế này là cưng rồi. Hay những cái mặt hoa chơi những hoa màu sặc sắc rất là đẹp như thế này, cây khỏe hoa xiên hoa, lúc nào cũng có hoa ở vườn ngắm. Như vậy là mình chơi hoa sưu tầm thì những cái cây hoa mà xiên hoa mình chơi hoa, mình có hoa ngắm suốt là lúc nào cũng có hoa ở vườn là rất là đẹp. Đó. Còn cái mùi hương của nó thì chỉ phần phụ thôi, cho nên là mình chơi hoa thì mình cứ chơi những cái mặt hoa đẹp, còn cái mùi hương thì nó chỉ thoang thoảng nhẹ thôi. Nhiều khi mình đi làm về á, mình ngắm như bông hoa nè, bông hoa nở do mình trồng, hoa có hoa nở rất là cưng, mình rất là thư giãn nha anh chị. Ở sau ngày làm việc ngắm thành quả của mình trồng có những cái bông hoa màu sắc rất là đẹp thế này thì mình sẽ cảm thấy thoải mái, và bao nhiêu mệt mỏi thì nó sẽ xua tan hết luôn. Đó, rất là cưng luôn nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, anh chị mình có nhu cầu sưu tầm thì mình cứ liên hệ em để mình đặt hàng. Đó, em có rất nhiều mẫu hoa, vườn em có rất nhiều màu hoa và mẫu hoa, đa số hoa đều nở chuẩn ở vườn hết rồi, cho nên anh chị mình sưu tầm mình cứ yên tâm chuẩn màu chuẩn giống cho mình. Đó, cách thời gian anh chị thấy nè, màu mới nở mà chuyển màu rất là lạ. Đó, anh chị mình chơi hoa mình có thể với lại cái cây cách thời gian, khi mà cái cây mà đủ sức á, thì nó sẽ nó sức cây mà nó yếu hoặc là trầm nó nở lúc mà không có nắng á. Những cây này nó nở trong thùng nè, những cây nở trong thùng màu nó lên nó không có chưa có chuẩn màu hoa, cho nên đó là mình với những cây nó yếu thì nó sẽ nở cái màu nó hơi mét. Khi mà mình trồng á, mình để dưới nắng á, khi mà có nắng á, thì nó sẽ lên màu rất là đậm, nó lên màu rất là đậm như thế này nha. Đó, anh chị mình chơi lan á, mình tìm hiểu về những cái đặc điểm như vậy của cái cây lan á cũng rất là thú vị.
anh chị mình xem hoa rất là đẹp nha. Anh chị mình xem cái kênh video của em á, kênh YouTube của em mình thấy hay và mình nhớ like, mình đăng ký kênh, mình ủng hộ em để em có thể làm thêm được nhiều cái video để quay lên và cùng giới thiệu cho tất cả các anh chị mình cùng sưu tầm nhiều cái mặt hàng hoa lan cách đi ra nha. Em ơi, xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.